với hình thức một môn nghệ thuật. Văn chương là hình ảnh của cuộc sống muôn hình vạn trạng, sáng tạo ra cuộc sống, gây ra những tình cảm không có, luyện những tình cảm sẵn có. Một tác phẩm văn chương đều ít hay nhiều gửi gắm đến con người những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Ở mỗi quốc gia, khu vực, văn chương mang những đặc điểm phong cách sáng tác riêng. Tiếp cận với nền văn học Pháp thế kỷ 20, chúng ta không thể không kể đến nhà văn Albert Camus đã đạt giải Nobel văn học năm 1957. Albert Camus sinh năm 1913 tại Mondovi, miền đông Algeria. Cuộc đời Camus trải qua nhiều biến cố, sống trong sự cô đơn, giữa khung cảnh thiên nhiên rực rỡ ánh sáng, tràn đầy gió biển. Ông đã sớm cảm thấy những điều phi lý của đời người trong những năm tháng ông lớn lên, con người vừa yếu đuối, vừa cô độc, sinh tồn trong sự phi lý vì cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chính vì lẽ đó, ngay khi chủ nghĩa hiện sinh ra đời, những năm trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai, Albert Camus trở thành đại diện tiêu biểu nhất của trường phái văn học này. Ông là tác giả của các tiểu thuyết nổi tiếng như Người xa lạ, Dịch hạch. Ngòi bút của Albert Camus luôn hướng tới phương châm đầy đủ với ba yếu tố: con người, hành động và tác phẩm. Thể hiện những suy luận về cuộc đời hư vô nhưng mang tính nhân văn, nuôi dưỡng hy vọng để vượt lên của con người giữa một thế giới đầy rẫy phi lý. Đồng thời, dội vàng tinh thần, Albert Camus giữa ánh dương và khốn cùng. Cái phi lý của chủ nghĩa hiện sinh trong văn chương của Albert Camus sẽ được chúng tôi giới thiệu tới người đọc qua hai tác phẩm Dịch hạch và Người xa lạ. Ra đời năm 1942, Người xa lạ, cuốn tiểu thuyết đầu tay này đã đưa Albert Camus vào hàng ngũ những nhà văn xuất sắc nhất của Pháp thế kỷ 20, có ảnh hưởng tới tư tưởng của giới trí thức. Anima ius et anime omnium fiderium defunctorum, per misericordiam de requiescat in pace. Amen. Di quella giornata mi è rimasto il ricordo della terra color sangue che arrotolava sulla bara della mamma. Lo svenimento di Perez, i gerani rossi sulle tombe del cimitero. Đọc tác phẩm, người đọc có thể thấy rõ Camus mang đậm tư tưởng bi quan. Cái phi lý mà tác giả thể hiện dạy cho con người nhìn thẳng vào những phi lý cuộc đời. Nội dung tác phẩm xoay quanh nhân vật chính Mirza, một nhân viên văn phòng độc thân sống tại Agger, thủ đô của Algeria. Chỉ vì không tỏ thái độ thương tiếc khi mẹ qua đời, Mirza đã trở thành con người đi ngược lại với đạo đức xã hội Pháp lúc bấy giờ. Cuộc sống của Mirza gắn liền với những hành động kỳ quái. Cuối cùng, Mirza bị bắt giam vì tội giết người và tống vào ngục. Tại đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời và ao ước có một cuộc sống an nhàn. Trong Người xa lạ, Albert Camus đã xây dựng thành công nhân vật chính đầy phi lý với tâm niệm tôi mãi mãi là kẻ xa lạ với chính mình. Các nhân vật xuất hiện xoay quanh nhân vật chính cùng một mục đích: biến anh ta trở nên xa lạ với xã hội. Duy chỉ có nhân vật Marie là luôn đứng về phía anh. Ngay từ đầu tác phẩm, tác giả đã hướng đến đưa nhân vật vào một câu chuyện phi lý. Nhân vật trở thành kẻ khác thường vô cảm trong mắt mọi người, và xuyên suốt trong tác phẩm vẫn là những điều phi lý mà anh gặp phải. Mirza là nhân vật chính xưng tôi kể chuyện. Cuốn tiểu thuyết đa phần là độc thoại của nhân vật Mirza. Anh ta hành động máy móc, dập khuôn trong công việc, tình yêu, khiến cuộc sống của anh ta gợi nên vô nghĩa lý. Nhưng ở con người Mirza cũng nhìn thấy sự chân thành, và đặc biệt
anh ta không lừa dối trong chuyện tình cảm. Anh thờ ơ với tất cả, với thực tại xã hội xung quanh. Anh xa lạ với mọi thứ, kể cả yêu thương, hối hận, tôn giáo, pháp luật, nhà tù và cái chết. Anh ta trở thành người không thương mẹ, mà lại yêu Marie, bắn chết cả một người Ả Rập xa lạ, coi thường pháp luật. Nhân vật Mưa Sa đã thách cả đạo lý tình thương mẹ con, thách thức cả pháp luật và nhà tù. Mưa Sa là một kiểu nhân vật hiện sinh đạt đến tự do đích thực. Ngoài ra trong tác phẩm còn có một số nhân vật phụ như Marie Canoda là một đồng nghiệp cũ và là người yêu của Mưa Sa. Raymond là bạn của Mưa Sa, luật sư, thẩm phán, vân vân. Mặc dù không được chú trọng thể hiện tính cách, nhưng sự xuất hiện của các nhân vật đều có tác dụng làm nổi bật nền cái xa lạ của nhân vật chính Mưa Sa. Một yếu tố nghệ thuật cần được chú trọng nhắc đến trong tiểu thuyết Người Xa Lạ là cách tổ chức, xây dựng cốt truyện. Trước hết, về cốt truyện nước đôi. Trong tiểu thuyết, được Camus xây dựng kiểu cách nước đôi, vừa xa lạ vừa không xa lạ, dồn nén chi tiết và thúc đẩy kịch tính, khiến người đọc luôn có những suy nghĩ, đào sâu, mổ xẻ những gì đang diễn ra trong hiện tại của nhân vật, để thấy được tính nước đôi trong cách hiểu nhân vật Mưa Sa và thấy được sự xa lạ nhưng không xa lạ trong con người ấy. Lối kể chuyện hướng về hành động được kể như kiểu kết cấu theo độc thoại nội tâm của tiểu thuyết. Những hành động của Mưa Sa khiến độc giả cảm thấy kỳ quái. Tại sao anh ta luôn có cái nhìn thờ ơ với cuộc sống? Tại sao anh ta lại thân thiết với một kẻ bạo hành như Raymond? Cái phi lý trong văn chương Albert Camus không chỉ thể hiện qua tính cách nhân vật mà còn được ông thể hiện qua cốt truyện. Albert Camus đã xây dựng cốt truyện bị chi phối bởi quan niệm phi lý. Vào giai đoạn đầu, Mưa Sa cho rằng người đời phi lý. Anh đã trải qua một cuộc đời thụ động, nhàm chán và tự động làm các công việc hàng ngày, vừa máy móc, vừa không có hồn. Anh không quan tâm với thế giới bên ngoài, bất cần các quy ước xã hội không có tham vọng, không có niềm tin tôn giáo, không xúc cảm với các người khác, không hiểu rõ ý nghĩa cuộc đời. Anh chỉ làm theo thỏa mãn vật chất. Ăn, uống rượu, tình dục, hút thuốc, ngủ, phơi nắng và ngắm cảnh biển. Chung quanh an toàn là các điều phi lý. Chịu đựng đau khổ, buồn chán, bệnh tật, tuổi già, sự tàn ác, bạo lực và thù ghét. Cuộc đời của chàng không có mục đích. Vào giai đoạn thứ hai, Mơ Sa bắt đầu thấy đời người phi lý và vũ trụ còn chứa đựng nhiều bí ẩn mà con người muốn tìm hiểu. Vụ giết người Ả Rập là một sự kiện phi lý. Mơ Sa không có lý do đặc biệt nào để giết hại người đó, và chàng đã hành động do ánh sáng mặt trời khiến cho anh bị lóa mắt. Trong vụ xử án, anh thấy rằng mình bị kết tội vì các tính tình, các cách hành xử của mình mà không phải vì tội phạm và bởi vì Mơ Sa không tin tưởng vào Thượng Đế. Tòa án đã dán cho anh chàng cái nhãn con quỷ thiếu đạo đức và kết tội chết. Cuối cùng, Mơ Sa thấy rằng mọi sự việc ở đời đều vô nghĩa và con người chỉ còn một cách chống lại sự phi lý của đời người là nổi loạn. Anh biết rằng mọi sự việc ở đời đều dẫn tới cõi chết. Vì không còn lý do nào, Mơ Sa cho rằng chàng đang có một thứ hạnh phúc và nhận thức rằng chỉ có thứ hạnh phúc dành cho con người, đó là sự đánh giá một cách ý thức, cái tại nơi đây và cái tại hiện tại. Và phải nổi loạn chống lại cái phi lý. Tiểu thuyết Dịch Hạch được viết vào năm 1947, khi cả thế giới vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng sau khi chiến tranh kết thúc và gieo vang khẩu hiệu Never Again. Dịch Hạch là một bước tiến lớn trong sự nghiệp sáng tác của Albert Camus, tác phẩm của một Camus lạc quan và tin tưởng vào một cuộc đời phi lý. Sự phản kháng của các nhân vật thể hiện một thái độ tích cực đương đầu với chiến tranh hiểm họa, cho dù những phản ứng đó có tuyệt vọng hay vô ích đi chăng nữa. Tiểu thuyết kể về một nạn dịch hạch và cuộc chiến đấu thầm lặng, cực kỳ gian khổ để cứu sống thành phố Oran bên bờ biển Algeria. Nổi lên trong cuộc chiến với dịch hạch là những con người luôn đấu tranh hết mình để giành lại sự sống. Nhưng dù con người có tích cực đấu tranh thì nạn dịch đó chỉ biến mất sau khi đã cướp đi rất nhiều sinh mạng và để lại một thành phố hoang tàn.
ở dịch hạch, Anbekami không phán xét các nhân vật. Dù nhân vật ấy là người tin Chúa, không tin Chúa hay thậm chí là kẻ phạm tội. Tác giả xây dựng hệ thống nhân vật một cách tinh tế, đều mang xu hướng tích cực. Mọi nhân vật đều phải đối mặt với sự phi lý và học được tính đoàn kết, thay đổi bản thân để đương đầu với sự phi lý. Trong cuộc đấu tranh với dịch bệnh của tự nhiên, Taro và bác sĩ Rios đã phải đối diện với thứ dịch bệnh khác, dịch hạch của tâm hồn. Đó chính là sự thờ ơ khó chịu bắt đầu dâng lên trong lòng, ánh mắt trống rỗng và con tim mình dần dần khép kín lại. Tuy mục đích từng người ban đầu có khác nhau, nhưng cuối cùng đều tự nguyện chiến đấu chống dịch hạch, đem lại cuộc sống bình yên cho con người. Bác sĩ Bernard Reyes, nhân vật trung tâm của dịch hạch và là người kể chuyện. Gần cuối tác phẩm xuất hiện câu, chuyện đến đây là kết thúc, đã đến lúc Bernard Reyes thú nhận chính ông là tác giả. Những lời nói và hành động của Reyes đã thuyết phục được nhiều người, như nhà báo Rambert hay linh mục Panneros. Bản thân Reyes, chính trong thời gian dịch hạch, vợ ông đau ốm phải đi điều dưỡng, và khi bà chết, Reyes cũng không được gặp. Dịch hạch đã khiến cho Reyes không còn nhạy cảm, không còn rung động, không còn xót thương được nữa. Dịch hạch đến và đi bất ngờ, không thể kiểm soát được. Nó thách thức mọi cuộc đấu tranh, niềm tin và hy vọng, khiến cho Reyes trở lại nguyên vẹn tư tưởng hiện sinh. Nhân vật Chintaro, anh là một trí thức xuất hiện ở Oran một cách bí ẩn, là người đáng lẽ đứng ngoài cuộc, nhưng anh đã tình nguyện cùng Reyes chống lại bệnh dịch. Raymond Rambert, một phóng viên do dịch hạch làm anh kẹt lại thành phố, không thể trở về với người yêu. Ban đầu, Rambert luôn cho mình là kẻ ngoài cuộc, anh tìm mọi cách để thoát khỏi Oran. Nhưng những hành động của Reyes và Taro đã thuyết phục Rambert. Đa dạng về hình thức thể hiện, đến với dịch hạch, Albert Camus đã có những cách xây dựng cốt truyện mới lạ, nhưng vẫn giữ được cái tinh thần thể hiện quan niệm phi lý. Cốt truyện chi phối bởi nỗi ám ảnh. Khi viết dịch hạch, Camus đã sống trong một quê hương bị chiếm đóng bởi quân xâm lược Đức. Đất nước bị bỏ tù, nó hoàn toàn giống như một thứ bệnh niêm phong hoàn toàn biên giới lãnh thổ. Có hủy diệt, có đau khổ, bạo lực và đầy rẫy những bất công. Nó tàn ác như một bệnh dịch. Camus đã thành công xây dựng một cốt truyện đưa nỗi ám ảnh của bản thân vào tác phẩm về một thứ bệnh dịch khiến người đọc cũng có cảm giác ghê sợ và ám ảnh như chính ông. Cốt truyện bị chi phối bởi quan niệm phi lý. Xã hội chúng ta đang sống luôn đầy rẫy những bất công, phi lý. Tiểu thuyết của Camus đã dẫn dắt mối quan hệ của chúng ta tới sự phi lý trong tồn tại này. Bệnh dịch hạch sinh nở trong xã hội, hủy hoại tất cả. Trong tác phẩm, những khung cảnh thảm thương trên những con thuyền đầy chết chóc, nghèo nàn, cằn cỗi hiện lên. Con người dù can đảm chống lại, nhưng làm sao diệt được tận gốc những tai họa không rõ nguyên nhân. Dịch hạch tự xuất hiện bằng cách nào đó cùng với nỗ lực của con người mà biến mất, nhưng cũng không biết khi nào nó lại xuất hiện. Sau 5 năm từ tiểu thuyết Người xa lạ đến dịch hạch, ta thấy được sự thay đổi rõ rệt trong tư tưởng của Albert Camus về chủ nghĩa hiện sinh. Ở Người xa lạ, tác phẩm mang đậm tư tưởng bi quan của Camus, cái phi lý của tác giả thể hiện dạy cho con người nhìn thẳng vào những phi lý cuộc đời, từ nhận thức sang hành động. Dịch hạch là một bước tiến lớn trong sự nghiệp sáng tác của ông, tác phẩm của một Camus lạc quan và tin tưởng vào cuộc đời phi lý. Sự phản kháng của các nhân vật trong dịch hạch thể hiện một thái độ tích cực là phải đương đầu với cái ác, cái xấu, đương đầu với chiến tranh hiểm họa, cho dù những sự phản ứng đó tuyệt vọng hay vô ích đi chăng nữa. Từ nhân vật mơ xa của Người xa lạ biểu trưng cho cái không biết của con người, về người khác, về chính mình, cái xa lạ giữa mình với người khác, cái xa lạ giữa mình với chính mình. Mà đó là nỗi cô đơn cùng cực của con người đối với chính mình, sự xa lạ đối với chính mình. Đến dịch hạch, thủ phạm của phi lý là trùng bệnh dịch. Oran, thành phố bị bệnh dịch hạch, Oran đóng cửa trao thân cho dịch hạch, cắt đứt với thế giới bên ngoài và ném dân mình chồng chất lên nhau mà chết. Người nọ đè lên người kia, trong cô đơn, không lối thoát. Nếu người xa lạ, mơ xa bị động, nhận thức được tình trạng phi lý trong muộn màng. Cuối tác phẩm khi mà mơ xa cận kề cái chết,
Mersa chấp nhận phi lý trong bi kịch, không lối thoát. Anh cảm thấy mình hạnh phúc và mong ước nhiều người đi xem cuộc hành hình và đón nhận anh với những lời hò hét căm thù. Thì trong tác phẩm Dịch Hạch, bệnh dịch này càn quét, tiêu hủy châu Âu, nhưng vẫn có các nhân vật như Riot, Tara, họ hiểu rõ sự bất lực của mình trước bệnh dịch, họ vẫn đương đầu, trực diện với nó, điềm tĩnh và can trường, hành nghề làm người, cố gắng phấn đấu với dịch trùng, ngăn chặn làn sóng chết người, chống lại phi nhân bằng có nhân, chống lại tội ác bằng nhân bản. Camus đã viết về cái phi lý, sự phản kháng trong cuộc sống của con người hiện đại. Ngoài hai tác phẩm kể trên, còn có Xà Đọa, Người Nổi Loạn, vân vân. Bằng cách này hay cách khác, đã buộc con người nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc sống của mình. Có thể có người không tán đồng với cách giải quyết của Camus hay không ủng hộ thái độ của ông khi đối diện cái phi lý, đối diện với những vấn đề thời đại. Nhưng dù sao đi nữa, thì họ không thể phủ nhận những vấn đề Camus đặt ra, không thể dửng dưng trước những câu hỏi tại sao đã ám ảnh con người hàng bao thế kỷ. Như chúng ta đã biết, những ngày vừa qua, dịch bệnh COVID-19 được xem như đám mây đen chết chóc phủ kín bầu trời thế giới. Nhưng ở ngay chính thời khắc này, những điều mà văn học nghệ thuật đã từng ghi lại trong nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới về đề tài nhân loại, cuốn tiểu thuyết của Camus đã trở thành một cơn sốt trên toàn cầu. Câu chuyện liên hệ đến những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong đại dịch coronavirus. Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng này đã được Camus mô phỏng trong khi bệnh dịch tàn phá thị trấn Algeria. Với đại dịch COVID-19 hiện tại đã được nhìn lại qua lăng kính của Camus, nguồn gốc triết học của sự phi lý xã hội trong một trận đại dịch được đánh giá vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, định hình lại một cách nổi bật, kết hợp các lý thuyết của chủ nghĩa hiện sinh và tâm lý học tích cực. Viết về cái phi lý, tiểu thuyết của Albert Camus được mô tả theo chủ nghĩa hiện sinh mẫu mực. Bằng ngòi bút sáng tạo, ngôn từ đầy ẩn ý, Camus đã tạo nên những tác phẩm hay ý nghĩa, để lại cho người đọc nhiều cảm xúc và những suy tư về cuộc đời con người. Albert Camus, nhà hiện sinh thực thụ của văn học Pháp, đã bộc lộ rõ nhất phẩm chất nghệ sĩ trong tư tưởng hiện sinh của mình. Hiện sinh không hoàn toàn có nghĩa là xa lánh, đối lập, phủ nhận cuộc sống. Ở một phương diện nào đó, hiện sinh cũng mang ý nghĩa nhân văn. Albert Camus mang tới trang văn bản với tầm nhìn bao quát và sâu rộng đã thổi thúc tinh thần sáng tạo của văn chương thời đại.